Ego. À, hôm nay cho hai bố con Ego với lại Bruno ra chơi với nhau một tí. Nào chờ một tí rồi bố ra. Chào Nô. Chào Nô. Hai bố con chơi với nhau đây. Con của Nô đấy nhá. Nó là con của Nô đấy. Lộc phải quay video hộ chứ. Chào Nô. Khi còn quay video hai bố con nó gần nhau phát. Chào Nô, Nô ra đây xem nào. Nô ơi, Nô hóng gì? Nhìn Nô này. Cao to như gì luôn. Để đeo cái dây cho Nô. Nào Nô đâu. Đeo cái dây cho Nô để có tí quay hai bố con Nô. Rồi lại đằng này đi. Đây là hai bố con Bruno và Ego. Ego là con của Bruno và Messi. Đây quay hai bố con cùng một hình để mọi người nhìn xem là hai bố con nó có giống nhau không. Cái dáng ngồi nó cũng giống nhau luôn này, chân dài. Dáng ngồi của những thằng chân dài, lưng dài. Ngồi nó cũng phải là nhoay chân về đằng trước chứ nó không ngồi như bình thường. Rồi, Ego. 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 Nào, thôi cho đứng dậy, lọc lùi lại một tí. Cho hai đứa đứng dậy. Nào, đứng lên nào. Không, không đi về đấy. Đứng lên thôi, chỉ là đứng thôi. Đứng rồi, đứng thế thôi. Gọi đi. No, no, Ego. Để nhìn cái người của chúng nó dài nhỉ. Ego. Ego đứng lên. Ego. Thằng bố này rất nghiêm túc luôn này. Ok. Đưa máy đây anh quay.
Khoan. Không muốn cho lại đằng đấy cỏ nó ấy. Ra đằng này chơi. Ra đây. Ra chơi với bố đây. Lô là con chó mà nó có cái khung người cao dài. Để thử vác nô như là vác Loki nhá. Xem có vác được không. Chưa rướn, với chân về đằng trước không có thua. Phải có độ rướn là thẳng chân cơ. Nào nô đâu, ra đây xem nào nô. Nào hai đứa lại đây, hai bố con. Nô. Lại chơi đằng này. Ego loan toan chạy theo bố mà bố không quan tâm đến Ego. Không dọa thôi, vừa nãy dọa rồi. Ego thì mặt lại giống lột hero. Được rồi, cứ để nguyên quả bóng đấy. À, không biết trồn cái rình rình nào, rơi xuống. Đo chiều dài của lô này. Nô là tôi là dài 1m7 mấy, 1m74. Nô nó dài. Bế thử bế nô lên sao nào, xem nào bế nô có vác được chân nô nhấc lên trên không nhá. Nè. Bỏ cái này ra này. Tí nữa được chưa? No. Kia. No kia. No no no. Nhìn máy ảnh. No. No. No máy ảnh kia mà. No. Ôi, nặng quá. Bế nô vài phát thì căng lại tay luôn. Nô nặng quá, thôi nô nằm xuống đây chơi. Nằm xuống nào. Nằm xuống nào. Nô đợt này cũng vẫn đang thay lông hả? Thay lông mà anh, thay mạnh luôn. Em chịu khó trả cái cổ này để cho nó thẳng ra như vậy. Khó. Nhìn cái này là cái lớp lông trong của nó đang rụng, rụng hết lớp lông trong rồi. Đây mọi người nhìn lông con chó nó đang thay lông đó. Nó đang thay lông và quay, bây giờ nó quay vào buổi chiều mà nhìn lông con chó nó vẫn bóng mướt. Chứ không phải là quay ngoài nắng để lông con chó nó ánh mặt trời rồi nó bóng đó. Quay bây giờ nó đang là 5:30 chiều. Đây. Không được. Thế này. Không, anh không cầm. No. Nó không cầm. No.
Rướn đây. Con cho mặt.